Kính chào quý vị khán giả, đây là những tà áo dài đang được trưng bày trong triển lãm Mộng Bình Thường tại Hà Nội. Nếu như Hàn Quốc có hanbok, Nhật Bản có kimono, thì biểu tượng trang phục Việt Nam chính là tà áo dài duyên dáng. Từ áo dài đã được đưa nguyên bản vào từ điển Oxford và được giải thích là một loại trang phục của phụ nữ Việt Nam với thiết kế hai tà áo trước và sau dài chấm mắt cá chân che bên ngoài chiếc quần dài. Hôm nay là ngày bắt đầu tuần lễ áo dài trên toàn quốc, sự kiện do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam. Tình yêu với áo dài của phụ nữ Việt chính là chủ đề của Góc nhìn văn hóa hôm nay. So với nhiều trang phục truyền thống trên thế giới thì mặc áo dài, phụ nữ Việt không cần tốn nhiều thời gian, lại đơn giản, gọn gàng, duyên dáng mà thanh lịch. Có lẽ chính vì vậy mà áo dài đã đi vào cuộc sống hàng ngày của phụ nữ Việt một cách tự nhiên. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, có những cách tân, biến tấu, nhưng vẻ đẹp và bản sắc của tà áo dài thì vẫn được giữ gìn. Phụ nữ Việt có lẽ ai cũng muốn một lần được khoác lên mình tà áo dài dân tộc. Vậy nhưng có những hoàn cảnh éo le, chưa đủ điều kiện tài chính làm việc ấy. Thấu hiểu điều đó, một dự án ý nghĩa mang tên Áo dài không đồng đã ra đời, mang lại nụ cười cho rất nhiều chị em phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Tình yêu áo dài thì không chỉ thể hiện ở việc giữ gìn và lan tỏa vẻ đẹp tà áo truyền thống. Tình yêu ấy còn thể hiện ở việc lên tiếng bảo vệ khi tà áo dài bị xúc phạm. Đó là khi cộng đồng mạng tổng tấn công trang cá nhân nữ ca sĩ người Mỹ mặc áo dài không quần, gay gắt yêu cầu xin lỗi. Hay là khi một nhà thiết kế Trung Quốc ra mắt bộ sưu tập trang phục truyền thống nhưng trông y hệt áo dài Việt Nam, công chúng Việt tỏ rõ sự phẫn nộ trên các diễn đàn. Những hành động quyết liệt ấy rõ ràng không phải chỉ để bảo vệ một trang phục, mà là bảo vệ hồn cốt, bản sắc văn hóa của dân tộc. Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó. Câu hát giản dị ấy lại thật là thấm thía, nhất là với những ai từng một lần đi xa tổ quốc. Áo dài là truyền thống, áo dài là văn hóa, là quê hương Việt Nam, là một hàng số để góp phần định vị vẻ đẹp riêng có của người Việt giữa thế giới hội nhập rộng lớn. Hiện nay, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các địa phương đang nỗ lực tiến hành lập hồ sơ trình Chính phủ và Quốc hội để công nhận áo dài là quốc phục Việt Nam, tiến tới xác nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Mong rằng ngày đó sẽ không còn xa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là 5 phút hôm nay với những thông tin cảnh báo an ninh an toàn đáng chú ý. Thuê xe rồi mang đi cầm cố, một đối tượng vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ. Đối tượng là Đào Nguyên Nghị, trú ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Theo điều tra thì tháng 9 năm ngoái, thưa quý vị, đã khống chế được đám cháy tại cụm công nghiệp Ba Hàng, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương. Hỏa hoạn xảy ra vào chiều qua tại một công ty cháo dinh. Công an tỉnh Lạng Sơn đang truy tìm tài xế ô tô gây vụ tai nạn giao thông khiến nạn nhân gãy xương. Sự việc xảy ra vào tối ngày lách đánh võng trên cao tốc, một lái xe đã bị đơn vị chức năng xử phạt. Cách đây một tuần thì trên cao tốc Pháp đi ngược chiều trên đường cao tốc, một hành vi vô cùng nguy hiểm, có thể gây ra tai nạn giao thông thảm khốc. Đáng nói là nhiều lái xe vẫn vi phạm, phần vì cố tình và phần vì không biết đường. Tất nhiên là dù với lý do nào đi chăng nữa thì hành vi này vẫn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn giao thông như vụ việc dưới đây. Vì không biết đường hay vì lý do gì thì cũng khó cảm thông với người đi xe máy mà đi ngược chiều trên đường cao tốc, một hành vi rất nguy hiểm và gây ảnh hưởng tới nhiều người. Theo quy định thì xe máy đi ngược chiều trên cao tốc có thể bị xử phạt tới 3 triệu đồng và giữ bằng lái xe tới 5 tháng. Chuyển sang cảnh báo thời tiết. Sáng nay Bắc Bộ xuất hiện sương mù, yếu tố làm cho chất lượng không khí xấu đi. Những cảnh báo chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Cảm ơn quý vị quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.